bạn Trương Thị Minh Đức cao đẳng sư phạm Nha Trang, Nguyễn Thị Mộng Lan cao đẳng sư phạm Nha Trang và bạn Nguyễn Thị Thùy Dương trường cao đẳng y tế Khánh Hòa là các bạn cử sinh viên của Cam Ranh và Cam Lâm. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ là Diễm và Duy lên sân khấu thì đây có thể nói là lần đầu tiên với hai bạn khi xuất hiện trước đông người, và để tất cả chúng ta cùng sẽ chia với câu chuyện của hai bạn. Chúng tôi luôn hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng trải lòng mình và hãy dành tặng cho hai người bạn trẻ trên sân khấu một tràng pháo tay để cùng chia sẻ với những gì mà các bạn đã có được trong suốt thời gian vừa qua, cũng như sẽ cùng tiếp tục sẽ chia với cả chúng ta trong câu chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ rằng trước khi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô gái đang ngồi ở trên sân khấu, chúng tôi sẽ được chia sẻ với quý vị đại biểu cũng như là các bạn tân sinh viên một chút về hoàn cảnh của cô Diễm. Gia đình em chỉ vỏn vẹn một mảnh ruộng lúa đủ ăn cho 4 người, mà nhà em lại có tới 6 nhân khẩu. Suốt 6 năm liền, từ lớp 6 đến lớp 11, mỗi bữa đến trường, 4 chị em chỉ được lưng bát cháo trắng, áo quần sách vở chỉ toàn là đi xin đi mượn. Em thường xuyên về nhà với gương mặt tái mét nhợt nhạt, tay chân rũ rượi vì đói, vì căn bệnh đau đầu do suy nhược. Em đã cố hết sức để mẹ không nhìn thấy, nhưng thật sự là không gì thấu hiểu được bằng trái tim người mẹ. Mẹ lặng lẽ giọt nước mắt rồi cắn răng cố sức để đan được nhiều hàng thủ công hơn nữa, để ngày mai lại có gạo bỏ vào nồi. Em biết mẹ đã nhiều lần nhịn đói để chúng em được lót dạ. Đây chính là nỗi đau, mà cũng chính là động lực để em cố gắng nỗ lực học tập, mặc dù em luôn bị chứng suy nhược thần kinh hành hạ. Kính thưa quý vị, mặc dù là hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng trong suốt 10 năm, từ lớp 1 cho đến lớp 10, Diễm đã luôn cố gắng để đạt được danh hiệu là học sinh giỏi. Thế nhưng hoàn cảnh có thể nói rằng cuộc sống cũng khá trớ trêu. Khi vào cuối năm học lớp 10 vào hè, thì Diễm đã bị một tai nạn giao thông. Và sau đó thì tai nạn này cũng đã làm cho Diễm phải gián đoạn việc học. Chắc có lẽ rằng Diễm cũng có thể kể với mọi người một chút về cái tai nạn giao thông mà nó cũng đã làm bước ngoặt của cuộc đời, để rồi cái việc học của Diễm phải gián đoạn một thời gian rất là dài. Anh muốn là Diễm sẽ chia sẻ lại với mọi người về tai nạn đó, mà nó đã có những cái ảnh hưởng như thế nào nha. Em thưa các quý vị khách mời, kính thưa các thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, thì hôm nay em xin trả lời câu hỏi của anh. Thì em vào hè năm lớp 10 thì em bị một cái tai nạn giao thông, đó là bị một cái xe máy chạy nhanh đâm đầu em, và em đã bị gãy khung xương hàm, bị một cái bứt mũi, lúc là em bị về phần đầu phần mặt. Rồi em bị mất rất là nhiều máu. Sau đó thì phải trải qua hơn một tháng để mà nằm viện điều trị. Sau đó thì em còn khoảng thời gian là một tháng thì sức khỏe em rất là yếu, nhưng mà em có cố gắng học năm lớp 11. Thì trong suốt năm lớp 11 thì em lúc nào em cũng bị nóng sốt á, nhưng mà em vẫn cố gắng học. Thì khi mà nhưng mà cuối cùng thì tới năm 12 em học được một tuần thì sức khỏe em đã suy kiệt, em không thể nào ngồi vững được, nhưng mà em không thể nhìn thầy cô, không thể đọc, không thể viết được. Mọi sự cố gắng của em để cho thầy cô nghĩ em không thể nào mà ngồi vững được, không thể nào tiếp tục việc học được, nên em đành phải xin viết một lá thư gửi đến nhà trường để mà xin trường cho em được tạm nghỉ một năm để em học lại. Nhưng mà bây giờ thì em và anh nghĩ rằng là với một người rất là thích học và cố gắng học, và trong suốt cuộc hành trình
từ lớp 1 cho đến lớp 11 như thế đã vượt qua những cái đau đớn của bệnh tật, thì chắc chắn rằng là khi mà quyết định viết cái lá đơn xin nghỉ học đó thì chắc chắn là một quyết định rất khó khăn đối với chị. Dạ thưa anh, đúng là quá khó khăn, bởi vì em đã vượt qua được 11 năm rất là khó khăn mà em học được, thì bây giờ đối với em viết một lá đơn rất là đau, em rất là đau đớn. Thật sự lúc đó em bệnh tật của em viết cũng khó khăn, nhưng mà cái đau lớn nhất á là phải tạm dừng giữa cái việc học mình phải dở dang, mà bao nhiêu niềm tin mẹ đặt cho em, cha mẹ đặt cho em, coi như là lúc này đối với mẹ em là nỗi đau, và đối với em đau càng đau đớn hơn nữa, bởi vì mình phải là tạm ngừng cái việc học mà vì một căn bệnh quá, mình cái sức khỏe quá yếu. Điều đó làm em rất là buồn, không được ngồi chung cùng với những bạn trang lứa của mình đi hết cái quãng đường cấp 3. Đó là thực sự là một nỗi đau với em. Và mất bao lâu thì chị mới có thể trở lại với trường với lớp? Dạ thưa anh, thì mất 7 năm. 7 năm thì em mới trở lại học vào năm 2010. Em mới học trong trường 12. 7 năm ạ. Mất 7 năm, tức là khi mà mình khi mà quyết định viết một lá đơn xin nghỉ học chỉ tạm dừng có 1 năm thôi. Với cái suy nghĩ của mình là 1 năm thôi đã là một quyết định rất khó khăn rồi, mà cuối cùng việc học của Diễm lại phải gián đoạn tới gần 7 năm. Anh nghĩ rằng đó là một khoảng thời gian nếu có thể nói rằng chắc có lẽ là rất là kinh khủng đối với Diễm. Vậy thì trong suốt thời gian đó Diễm đã làm gì trong suốt thời gian đó? Dạ, kính thưa anh, thì em phải đầu tiên thì em phải điều trị bệnh. Thì trong thời gian điều trị bệnh thì gia đình em rất là khó khăn. Thì đầu tiên là có sự giúp đỡ của cô và các bạn bè. Cô đã vận động cho em được một số tiền. Và em đã điều trị được trong vòng mấy tháng. Nhưng mà sau đó thì gia đình em cũng điều trị, nhưng mà gia đình em kiệt quệ, không có đủ sức nữa. Thì bắt đầu em tự như cố gắng vừa chữa bệnh, vừa kiếm tiền để mà chữa bệnh, mà vừa kiếm tiền để là phụ giúp gia đình. Thì em có vào Nha Trang bán cơm chay 3 năm, rồi em bán giày, em bán, rồi sau đó em vào Sài Gòn em làm việc 2 năm, làm thuê ở Sài Gòn. Sau đó thì em tập luyện tập viết, tập đọc trở lại để mà em quay trở lại trường. Tức là sau cái tai nạn đó và sau khi nào cái đơn xin nghỉ học là chỉ không thể nào đọc sách, đọc vở và không thể nào học được nữa hả? Dạ, thật sự là em không thể nào mà em nhìn vào mặt chữ, không thể nào mà em viết được, bởi vì nó cắm mặt. Em chỉ cầm cái viết lên hay em đọc sách liền ói mửa thôi, em không thể làm được, em không ngồi vững được, em chỉ nằm thôi. Trong đó là trong giai đoạn đầu, xong sau này em bắt đầu em tập viết. Em phải là tập viết từng dòng một, bởi vì em muốn quay trở lại trường thì mình phải đọc được và viết được. Thì đó là em phải cố gắng, em phải tập viết kìa. Và anh nghĩ rằng là trong đường 7 năm đó, ngoài những công việc cũng rất là vất vả để kiếm tiền lo chữa trị cho bản thân và phụ giúp cho gia đình, thì cái việc Diễm có mong muốn là sẽ sớm được trở lại trường. Dạ, em từ khi mà em viết lá đơn nghỉ học, không bao giờ mà em nghĩ là em sẽ thôi học, em luôn luôn mơ ước. Dù nó đến muộn cỡ nào thì em vẫn ước mơ mình sẽ được hoàn thành những trường cấp 3. Và xa hơn nữa là ước mơ được bước lên tiếp trên cái giảng đường để mà trở thành cô giáo. Thì em luôn cố gắng, và dù em nghĩ rằng em có thể học ở độ tuổi 30 hoặc trên nữa thì em vẫn, nếu một ngày nào đó em vẫn đi học được. Nhưng thật sự thì đối với em may mắn, bởi vì em đã trở lại sau 7 năm. Đối với người thật sự là một may mắn với em. Em đã trở lại sớm hơn những gì mà em nghĩ. Em đã bước vào bàn ghế, được ngồi lại trên bàn ghế, được gặp lại thầy cô, được học lại. Sau 7 năm đó em được may mắn. Em nghĩ còn dài hơn nữa mà em thật sự may mắn. Với rất là nhiều người thì sau một trận hành trình dài đằng đẵng 7 năm như thế để phải vất vả mưu sinh rồi trở lại trường học, thì đó là một sự cố gắng rất là lớn mà không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng với Diễm thì Diễm cho nó là một sự may mắn, bởi vì dường như trong cái suy nghĩ của mình, trong cái những cái mà mình đều phải vất vả, thì Diễm nghĩ rằng cái trận hành trình đó nó sẽ còn phải dài hơn nữa.
nhưng mà rồi chị khép lại ở 7 năm và Diệp anh trở lại trường. Em nghĩ rằng đó là cái niềm hạnh phúc rất lớn của Diệp. Thế thì cái cảm giác của cái ngày đầu tiên được trở lại trường thì lúc đó cái cảm giác của Diệp như thế nào? Diệp thể chia sẻ với mọi người được không? Ngày đầu tiên em nộp hồ sơ em rất là mừng nhưng mà lo lắng. Em trong đời cái ngày mà được tiếp bước vào lớp học, được ngồi lại trong cái ghế nhà trường, được cái cảm giác của mình quay trở lại cách đây 7 năm. Em về cái ngày đầu tiên bước vào lớp học, được ngồi, được viết những hàng chữ đầu tiên, được nhìn cô, nhìn bạn bè xung quanh, dù không cùng trang lứa như mình, chỉ là những em nhỏ thôi, nhưng mà em rất là hạnh phúc, em bồi hồi, nói chung em cảm giác mừng, xúc động nhiều lắm. Nhưng mà khi học trong cái bữa học đầu tiên thì em hơi mệt bởi vì sức khỏe em còn yếu. Em cũng có lo lắng. Em lo lắng thì em mừng nhưng mà em lo lắng. Em sợ là trong quá trình học nửa chặng đường, nửa năm, 12 thì sợ khi nào căn bệnh em lại tái phát nặng hơn thì em lại nghỉ nửa trường nữa. Nhưng mà em cái sự mừng và cái niềm nghị lực, cái niềm tin của em nó vượt qua em nhiều hơn là cái nỗi lo. Em sẽ cố gắng, em tự nhủ và em của mình sẽ cố gắng. Em sẽ không bị bệnh nữa, em sẽ vượt qua được. Kính thưa quý vị, và chúng ta cùng sẽ chia với một chút về câu chuyện của bạn Thách Diễm. Và với một chặng hành trình như tất cả chúng ta cũng đã kể thì ngày hôm nay trong cái cuộc chuyện trò này chúng tôi cũng không muốn đi sâu vào những cái khó khăn vất vả của các em, nhưng mong muốn được chia sẻ với những gương mặt tân sinh viên còn lại được nhận học bổng trước khi đến trường. Chúng tôi luôn hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn chú ý lắng nghe, bởi vì mỗi một câu chuyện và một hoàn cảnh có thể nó không phải giống như cái câu chuyện của chính các bạn, nhưng mỗi một câu chuyện đều là một nghị lực để tất cả chúng ta cùng sẻ chia, và biết đâu chính từ những nghị lực đó sẽ giúp cho các bạn có thêm những niềm tin, những nghị lực để vượt qua được những trở ngại, những khó khăn sắp tới. Các bạn tôi sinh viên thân mến, kính thưa quý vị đại biểu, và như điều mà Diễm đã chia sẻ thì sau một chặng hành trình gián đoạn gần 7 năm mới trở lại trường thì Diễm không thể nào trở lại học ở những lớp học bình thường như các bạn bè khác, mà Diễm phải học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Thế nhưng cô bạn gái bé nhỏ này với những cái hành trình để vượt qua được những khó khăn trong bệnh tật để có thể vượt qua điều đó đến được với trường mới lớp, nhưng cuối cùng kết quả năm học này Thất Diệp đã đổ thủ khoa của trường cao đẳng sư phạm mẫu giáo của Nha Trang. Tôi nghĩ rằng đó là một nghị lực và không có gì quý hơn đó chính là những tiếng vỗ tay của quý vị, bởi đó chính là một sự tưởng thưởng cho sự nỗ lực, sự cố gắng của Thất Diệp. Và trong hành trình mà chúng tôi tìm đến với những gương mặt nhận học bổng sinh viên, tân sinh viên tiếp xúc đến trường ngày hôm nay thì một điều vô cùng thú vị khi chúng tôi trích đọc trong một cái lá thư của một nam tân sinh viên gửi về cho chương trình, chúng tôi cũng đã tìm hiểu. Và một điều vô cùng thú vị là chàng trai đó lại là bạn học cùng trường với Thất Diệp, bạn trai Nguyễn Quang Duy đang ngồi phía trên sân khấu. Và có lẽ rằng chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu với câu chuyện của Quang Duy, nhưng trước tiên hãy dành cho Quang Duy một tràng pháo tay để cùng đồng viên tinh thần cho Quang Duy. Quang Duy bây giờ là tân sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Quang Duy cũng có một câu chuyện giống như câu chuyện của Diễm, nhưng có một điều khác hơn là trong hành trình để gián đoạn một thời gian gần 6 năm rồi sau đó mới có thể đến được tiếp tục đến với trường về lớp, thì Quang Duy đã phải vượt qua một cú sốc rất lớn trong gia đình. Khi mà trong đoạn phim ngắn vừa rồi chúng ta cũng đã chia sẻ, chúng ta cũng đã được theo dõi là và trong lá thư khi gửi về cho chúng tôi thì Quang Duy cũng là một bạch đàn. Gia đình em vốn là một gia đình khá giả, nhưng rồi căn bệnh của ba, gia đình phải bán đi mất cả hai căn nhà. Đến rồi bây giờ mẹ, hai đứa em gái và Duy một thời gian phải ở trong cái sạp hàng, mà trước đây cái tòa nhà thì đó chỉ là một cái sạp hàng buôn bán, và bây giờ lại trở thành nhà. Và đó chắc chắn là một cú sốc rất lớn đối với một chàng trai, với một người đàn ông đầy bản lĩnh như Hoa Duy. Hoa Duy thân mến, chắc có lẽ là anh cũng muốn là Duy sẽ cùng chia sẻ với, chắc có lẽ gọi là anh nhỉ, bây giờ cũng không biết phải gọi như thế nào. Thầy thì cũng không gọi giống là thầy, nhưng mà không biết gọi chú Tiểu thì cũng kỳ quá, ta là gọi Duy nha. Duy có thể chia sẻ về sau cái cú sốc đó thì Duy đã phải vượt qua và phải làm gì để có thể lấy lại được cái sự bình tâm trong tâm hồn của mình để rồi mới có thể đến được cái trường này lớp. Cứ trước thì con chia sẻ với quý vị đại biểu và các bạn em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.